Cái này là củ cải này đợt này ngon nè. Cải nhất mà đó, cái cải mất tiền loại một luôn mà. Trên dưới là bao nhiêu lần rồi? Cái cải kia lên trên núi ăn không được thì mất công trở về nữa. Cải này cải nhất nha. 7.000 hả? 6.000 hả? Mạnh Thường Quân 10 hồ. Em trai. Giúp đỡ cho 103 phòng trọ 103. Em cảm ơn anh 10 hồ, hôm nay giải phòng em lại đã nhận được 15 phần, anh cho em anh ủng hộ em cho giải phòng em. Ghế massage nữa nè.
Ồ, dưa hấu bên đây có dưa hấu luôn hả? Nhiêu ký anh em? À, dưa hấu này nhiêu ký? 7 ngàn hả? Cái này là củ cải này đợt này ngon nè. Rẻ nhất mà đó, cái cải mất tiền đội một luôn mà. Cái này cải kia là trễ thúi ăn không được thì mất công trở về nữa. Cải này cải nhất nha. 7 ngàn hả? 6 ngàn hả? Còn dưa leo nhiêu ký? Dưa leo 4 ngữ. Này lên giá hả? Ừ. Dưa không đủ á. 7 ngàn mà tính 6 ngàn lỡ hứa rồi là rồi. 6 ngàn luôn ha. Ừ. Cái này bằng giá với củ cải trắng luôn hả? Ừ. Dưa hấu nụ đợt này ngon nè. Ta lấy loại 1. Có xả là cho xả phải không? Cho xả. Ừ, cho 2 bó xả. Rồi dưa hành mua. Mình dặn 1 tấn dưa leo với lại một này mấy trăm ký? Trăm hả? 200. 200 củ cải trắng với lại 100 dưa hấu nụ phải không? 100 dưa hấu nụ. Ừ. Nó nói nhiều rồi. Dưa hấu nụ á. Dưa hấu nụ 100. 100 rồi đó hả? Ừ. Trời, ông đem dưa leo dưa hấu nụ. Đem dưa leo nhiều ít. Dưa leo 300 nữa bị bên kia. Ông ngoài kia 700 hả? 700 là qua nữa qua đỏ hả? Rồi có nó qua chỗ cây cá cho mình. Cây cá cái cua đó đó hả? Rồi. Ừ. Rồi. Nữa tôi tải tiếp lên đâu? Lên nhà hậu cái gì? Dạ. Yeah. Chứ không để như này sao? Không, để đó gạo trên nó mà. Để gạo ông có ở không thì tiếp, còn ở không thì chở đồ đi luôn. Củ cải nghe nè, ta nói rửa nó dễ bị lầy hơn phải không? Đó vậy anh tính là không rửa, anh tính là để gì đó mà cải này cải nhất không sao. Cải này đẹp rồi không có bán. Dạ. Có bị lầy không vô? Này mới nè, không sao đâu, không có bị lầy đâu. Này mình chuyển lên mơ dùng mà không nhầm gì đâu. Đâu không có chờ. Không sao. Dù sao nó cũng đỡ hơn ba cái thìa. Ông sao để dễ bị hết. Cái này là cho hết vậy? Đó là để lên nhà. Dụng ta cho. Ừ, nó gần cho nè. Lấy lên, lên lên. Lấy lên luôn không? Ừ. Cái men mà nó lấy được cái gì lắm. Bị gì trời, cái gì cho được cho. Đoạn nào bán bán. Hôm nay còn có ba dựng cháo à. À, dựng táo với lại Đạt với lại Bùi Hồ nghe em ở nhà luôn rồi. Luôn. Đây là Mr. Đạt, hôm nay đi làm còn nhức đầu không? Gì? Đi làm không nhức đầu đúng không? Và ở nhà là nhức đầu. Đâu đâu đâu. Bữa nay ngon hơn nha. Bữa nay anh Vũ mới lắp thêm bình đó hả? Cái bạn thẳng hết rồi. Đâu rồi? Đâu nghỉ uống nước của mình nè ha. Gần này là cho nè. Này là 200 kg đậu đũa. Đậu đũa này đợt này ngon nè vợ. Ha. Đợt này mình rút kinh nghiệm những cái lần trước mình không đi cải thìa đó. Được bao nhiêu bọc đặt? Hôm nay thì mình sẽ mua dưa leo nè cô bác quý anh chị, à, đậu đũa, củ cải trắng với lại 1 tấn gạo cho 3 khu nhà trọ. Tấn gạo bây giờ bây giờ đây nè, cái miếng mũ đó đâu, lót ở dưới đi. Cần miếng mũ trong kia kìa. Đã gạo lên luôn. 1 tấn gạo này cho 3 khu nhà trọ, một khu nhiều nhất thì mình sẽ cho 100 phần. Hai khu còn lại thì mình sẽ cho 100 phần luôn. Đó. Cái này mà 100 phần mỗi phần này có 5 ký thôi. Còn cái phần này thì ít nhà trọ và người ta cần nhiều hơn thì mình cho 10 ký. Trời hôm nay cũng chuyển mưa rồi mà chiếc xe không có cái máy. Ờ lát nữa mình dừng ở trên được không? Cái khu này là biết bao nhiêu đâu đũa đang đưa lên nè. 8 bọc đấy, 3 bọc, 2 bọc gì đấy. 2 bọc. Để lên gạo. 2 bọc đi, cái đó 2 bọc đi. Mấy bọc? 8 bọc hả? 8 bọc hả Dương? Mấy bọc? 1 2 3 4 6 7 bọc. Sớp 8 mà 7 bọc, lấy bên đây 3 bọc.
Bọc đồ đỏ đâu? Bên dưỡng 8 nữa kìa. Ừ, là tất cả hết 7 bọc. Ủa, 8 bọc. Lấy bọc nè. Lấy bọc đó đây. 4, 6, 7, 8 bọc. À, lấy bọc đó. Lấy bọc đó. 4, 8 bọc. Kênh với cây mới lâu lâu. Lấy một bọc nữa đi Đạt ơi. Cái này tới 100 hộ. 100 hộ hả? Ờ, lấy một bọc nữa đi. Dạ. Chanh với cây mối kìa. Chanh lên, tới chanh. Chanh 2 bọc rồi. Một bọc chanh nữa. Rồi tới... Của cây trắng. Của cây trắng 100 ký. Gần 2 bọc nè. Gần hả? Ừ. Mấy bọc gần? 2 bọc. Để trong đó bọc đi. Ở ngoài lát nó chia ra làm 2. Rồi. Rồi tới của cây trắng đây. Cây trắng. Sao dưa leo đang đi, dưa leo chưa đủ. Dưa leo đủ 10 bọc chưa? Ủa dưa leo 20 bọc sao mày? Mày nói 100 mà. Ờ 20 bọc. Nó mới có 10 bọc phải không? Bọc rồi. Mời rồi. Vô chắc tiếp ra. 1. Dưa leo. 10. 2. 2. 3. Đạt chắc đó hay đó. 4. Mỗi bao vậy là có 5kg gạo thôi. 15. 16. 17, 18, 19, 20. Rồi dưa hấu 100 ký. Trời ơi. Hôm nay nè, vừa đụng con nước nó chảy xuống cái gạch sẽ là nét lên thôi. Mới thấy cảnh này. Mấy người tao á. Không để xui ra Đạt. Thì đồ xui đó. Đấy mà gì không đủ à. Đâu có xui được rồi, xui vậy đâu. Không đủ, chảy vô đây. Hả? Chảy vô đây. Đi ngang á. Đi ngang qua. Đi ngang á, đi xui nó giáp đó. Đi nữa, ta tùm lên trên. Tùm lên trên, nó khổ này giáp bên đè rồi sao. Nó có ở ngoài, nó còn miếng trên kìa đó. Nó giáp chỗ này nè, biết không. Giáp không Đạt? Tùm giáp đó. Vừa để ngang lại nó mới vừa. Vừa. Người tâm quá chắc gã hả? Chị quay trở tặng. Hồi này chia 3 khu với dây vất vả. Chia vậy là thế nào ta lấy cũng lộn Đạt ơi. Ghi giấy cho ta lấy gì lộn. Ai Đạt? Mày cho hàng gạo bên đây luôn Đạt. Trắng ngang luôn hả? Ờ. Cho hàng gạo đắp đê đó luôn đi. Trắng ngang đúng không? Ờ. Ướt mưa ướt. Cậy nó ướt, cậy nó không sao á. Tôi kêu ghi giấy làm vậy là biết rồi lộn. Quy nó về trển nó không có ghi đâu, người ta đừng quy nó đâu ra sao nó kiểm. Không. Lát tao chụp hình tao gửi, lát tao nói tao gửi người ta. Nên cho lấy tờ giấy đó đưa cho mấy thằng mà lấy á, có gì đâu. Ờ vậy đó. Rồi lấy phần gạo đụng vô tới phần gạo là xong ha. Để dưới đi nè, để đó dưới đi. Rồi xong. Rồi bây giờ truyền gạo cũ này lên nó hết nữa là xong nè. Mấy giờ tới trển Huy? Hả? Gạo kêu ta phơi, ta nấu ăn. Mấy giờ? Rồi tổng cộng tiền xe là 2 triệu. 2 triệu rưỡi anh chuyển khoản em sao nghe Huy? Cái dắp đờ đó còn nó vô, dậu đầu dậu. Chỗ đó vô đựng như nước. Rồi xong rồi. Rồi vậy nghe ơi. Lâu. Nói chung là bây giờ chuyển cho bà con ở Sài Bình Tân xong rồi đó cô bác anh chị. Đạt không? Rồi bye bye nha. Sau đây thì Bùi Hồ xin thông qua tổng chi phí ủng hộ 3 khu nhà trọ ở quận Bình Tân của Sài Gòn. Một là 1 tấn gạo 10.300 đồng 1 ký là 10 triệu 300.000 đồng. 2 là 750 kg dưa leo 4.500 đồng 1 ký là 3 triệu 240.000 đồng. 3 là 200 kg củ cải là 6.000 đồng một ký là 1.200.000 đồng. 4 100 kg dưa hấu nụ 6.000 đồng một ký là 600.000 đồng. 5 120 kg đậu đũa 6.000 đồng một ký là 720.000 đồng. 6 20 kg hành 15.000 đồng một ký là 300.000 đồng. 7 là tiền xe tải chuyên chở là 2.500.000 đồng. Tổng cộng chi phí là 18.860.000 đồng. Trong đó bao gồm đã tặng được tặng chanh, gừng, xả và cải muối. Sau đây Bùi Hồ sẽ thông qua danh sách mạnh thường quân ủng hộ. Một là chị Thùy ở Mỹ 200 USD 4.545.000 đồng. Hai là chú Định ở Mỹ 100 USD 2.200.000 đồng. Ba là Mỹ Diện, bạn Mỹ Diện ở Hồng Ngự là 500.000 đồng. Bốn là anh Được ở Hồng Ngự là 2 triệu đồng. Năm là anh Bình Phạm Việt Kiều Mỹ 200 USD 4.600.000 đồng.
6 là trích quỹ của chị giấu tên ở Canada là 1.500.000 đồng. 7 là trích quỹ của chị Mỹ Xuyên ở Nhật Bản là 1.500.000 đồng. Chị Linh ở nhà trọ của Sài Gòn ủng hộ tiền xe 2.000.000 đồng, tổng cộng chi phí là 18.860.000 đồng. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ để Bùi Hồ có những cái chuyến xe nghĩa tình lên Sài Gòn hỗ trợ bà con khó khăn trong những khu nhà trọ. Xin chân thành cảm ơn và chúc Mạnh Thường Quân sức khỏe an lạc. Và sau đây là thước phim mà các khu nhà trọ ghi lại để gửi cho Bùi Hồ trong cái quá trình phân phát quà ở ba khu nhà trọ. Mời cô bác quý chị Mạnh Thường Quân đón xem ạ. Những người ta đi đường không có ăn thì cho chứ mình để nhiều quá mình ăn cũng không hết. Rồi nó lấy lắm. Mấy điện nó cái gì mà cực kỳ cực kỳ. Đó là phải mình về đó. Thì ý là Dưa rồi kia. Còn này là gì nè, cà pháo luôn nè. Dưa hấu nữa kìa. Dưa hấu hả? Xả nữa. Xả luôn. Hành nữa. Xả hành nữa trời. Dưa hấu xả hành nữa. Thôi vậy hành với xả bỏ riêng ra. Thôi đưa riêng ra. Xả hành này khỏi cái ngay hồi cái ai lại lấy mình hốt miếng. Miếng đưa thôi. Này đâu có nhiều đâu. Đây, ba thứ. Rồi ba thứ. Tại cái này cũng không có chiên bơm đó, cũng không cảm thì. Rồi là do diện của chi. Ở đây đại diện cho. À, ở đây anh chị em nhà trọ đại diện, tôi đại diện cho Mạnh Thường Quân. Cảm ơn. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Rồi. Vậy nó gạo lên Nam ơi. Sao mà anh? Khó khăn. Hả? Lấy luôn đi, em quen quay mà. Mà anh ra lấy cái nó quay cái. Rồi rồi. Tao không có chờ bạn nè. Cái này dương. Hành. Rồi. Rồi rồi xong rồi quay. Lấy mà luôn không. Về con về dưới còn kêu cao với lại Thiên á con. À, lấy cần cao với Thiên. Rồi, rồi con kiếm ăn rồi kia luôn á con. Dạ. Rồi, cũng tiếp đổ người ta rồi. Rồi. Mai là bóc luôn rồi, để cho nó có hành đỉnh rồi coi. Rồi ra đâu anh? À, em trai à, giúp đỡ cho 103 phòng trọ 103 khu nhà trọ 103 đường chiến lược quận Bình Trị Đông. Anh em Bùi Hồ. Em Bùi Hồ. Dạ em Bùi Hồ. Mà Mạnh Thường Quân của em Bùi Hồ. Bà con chịu khó đứng xa ra nha, mình giãn cách đúng thôi để mất công là họ tới họ phạt á. Để chuyến sau mình còn tới phán được tiếp nữa. Bây
Dạ em cảm ơn anh Bùi Hồ, hôm nay giải phòng em lại đã nhận được 15 phần, anh cho em anh ủng hộ em cho giải phòng em được 15 phần, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Dạ hôm nay giải phòng em được nhận rồi nè. Cảm ơn anh. Em cảm ơn anh Bùi Hồ nha, đã cho nhà trọ em mấy phần quà, em rất cảm ơn anh nhiều nha. Cười tay cười đủ quá, nói thì nói cười. Bùi Hồ. Bùi Hồ. Bùi Hồ hả? Để chợ tiếng em cảm ơn anh rồi rất nhiều. Anh đã cho cái phần quà này là tụi em ăn được qua mùa dịch này, rất cảm ơn anh nhiều anh Bùi Hồ. Để tôi bán được mấy triệu rồi. Bùi Hồ. Dạ em cảm ơn anh.